Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị. Hiện tại đã là 15 giờ 30 phút rồi. Và cho phép Bình Cường có thể kiểm tra về phần kỹ thuật một chút để chúng ta có thể có một cái quá trình suôn sẻ trong phần trình bày về giải pháp truyền thông nội bộ trong tổ chức giáo dục ngày hôm nay. Thì không biết là quý anh chị có nghe rõ Đình Cường nói gì không ạ? Chị Xuyến có thể confirm cho em biết là mình nghe rõ em nói không chị? À vâng, chị nghe được Cường ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa các anh chị, thì rất mong các anh chị có thể chờ đợi trong vòng 1 đến 2 phút nữa thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái chương trình chia sẻ về giải pháp truyền thông nội bộ trong giáo dục này các anh chị nhé. Vâng, thì tôi đã thấy có rất nhiều quý anh chị đã tham gia vào buổi chia sẻ này cùng với chúng ta ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ tôi xin phép có thể bắt đầu luôn cái buổi chia sẻ trình bày giải pháp truyền thông nội bộ trong tổ chức giáo dục. Và kính chào tất cả các anh chị, tôi là Đình Cường thuộc bộ phận phát triển công nghệ của công ty truyền thông Tùng Việt cùng với chị Ngọc Xuyến. Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một giải pháp dành cho tất cả những trường học của quý vị trên cả nước. Và đó chính là giải pháp Digital Signage, giải pháp truyền thông nội bộ trong tổ chức giáo dục. Và không để làm mất thời gian được quý anh chị nữa, ngay sau đây tôi sẽ mời chị Ngọc Xuyến sẽ cùng trình bày, cùng chia sẻ cái phần giải pháp này đến với quý anh chị. Xin mời chị Xuyến ạ. Vâng, xin kính chào quý anh chị. Tôi là Ngọc Xuyến, hôm nay rất hân hạnh có mặt tại buổi livestream này để được chia sẻ đến các anh chị đề tài vô cùng hấp dẫn, đó là giải pháp truyền thông nội bộ trong tổ chức giáo dục. Trước khi vào phần trình bày này, tôi xin vài phút giới thiệu đôi nét về công ty Tùng Việt. Tùng Việt là nhà cung cấp, tư vấn các giải pháp và thiết bị công nghệ tương tác, hiển thị hình ảnh uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Đã thành lập 16 năm với hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện trong nhiều lĩnh vực như bảo tàng, y tế, bệnh viện, ngân hàng, bán lẻ, bất động sản, truyền hình, du lịch, khách sạn, đặc biệt là ngành giáo dục. Được đánh giá cao về ý tưởng giải pháp, chất lượng thực hiện và tiến độ triển khai. Những tiến bộ vượt bậc trong chuyển đổi số hiện nay đã buộc các cơ sở giáo dục nên cải tiến quy trình truyền thông nội bộ và nâng cao cơ sở hạ tầng bằng cách áp dụng giải pháp Digital Signage. Đó là giải pháp truyền thông nội bộ vào các trường học, cao đẳng, đại học để giúp tăng hiệu quả khi xây dựng thương hiệu và làm hài lòng đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, các cán bộ làm việc trong môi trường giáo dục. Giải pháp truyền thông nội bộ đã trở nên khá phổ biến trong suốt những năm qua đúng không ạ? Và công nghệ này đã được tận dụng để thay đổi cách thức vận hành trong nhiều lĩnh vực. Và giờ đây công nghệ kỹ thuật số tiên tiến này đang từng bước hướng tới một trong những thị trường phát triển nhanh nhất, đó là ngành giáo dục ạ. Vâng, tại sao cần chuyển đổi số trong giáo dục? Việc chuyển đổi số trong giáo dục là chuyển đổi về cách dạy, cách học, quản trị và quản lý giáo dục dựa trên công nghệ số. Hướng tới một hệ thống giáo dục chất lượng tốt, chuyển đổi giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ những người thầy và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó, việc đầu tiên phải tập trung vào đổi mới giáo dục và đổi mới phương pháp, công nghệ dạy và học theo hướng lấy người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục. Với chủ đề nói về nội dung và phương pháp giảng dạy hiện nay, có một thành viên của Tùng Việt, đó là Tùng Việt Max Education mà anh chị có thể truy cập vào trang web doimoigiaoduc.vn. Gần đây thì Tùng Việt Max Education đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích đến các thầy cô. Anh chị có thể truy cập vào website để xem qua thông tin nhé. Và chủ đề chính trong ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đến các anh chị là giải pháp truyền thông nội bộ.
thuộc một phần chuyển đổi nhỏ của chuyển đổi số trong giáo dục. Sau đây là những phương tiện truyền thông phổ biến của nhà trường. Chúng ta có thể thấy những cái phương tiện truyền thông trước giờ như là băng rôn, bản thông báo, bản ghim giấy và màn hình TV, đúng không ạ? Đối với băng rôn thì những thông điệp được truyền đi sẽ đến đúng đối tượng và chi phí thì rất là rẻ. Tuy nhiên cái nhược điểm của băng rôn là phải mất thời gian cho việc treo và tháo lắp khi hết hiệu lực, không an toàn khi thường xuyên treo và tháo lắp ở vị trí cao, tốn kém chi phí thay đổi băng rôn nhiều lần theo từng chiến dịch do giới hạn của thời gian. Ngoài ra thì bản viết thông báo, khi cần truyền tin hay là cần hủy bỏ thông báo thì chúng ta chỉ cần di chuyển đến vị trí để viết hoặc chỉnh sửa lại thông báo. Việc này nhược điểm là khá mất thời gian và dễ dàng bị bôi xóa, chỉnh sửa bởi người khác, tức là các bạn học sinh tinh nghịch. Thứ ba là bản ghim giấy. Khi cần truyền tin thì chỉ cần in thông báo ra giấy và di chuyển đến bản thông báo để hủy thông báo cũ và dán lại thông báo mới. Tuy nhiên thì nhược điểm là tờ thông báo sẽ rất là dễ bị rơi nếu như không cố định chắc chắn, mất thời gian và mất nhân sự phải đi trực tiếp đến bản thông báo để thao tác thay đổi. Tiếp theo nữa là màn hình TV hiển thị hình ảnh. Việc thay đổi TV thì sẽ là hiện đại hơn một xíu vì nội dung hiển thị đa dạng hơn vì có thể hiển thị được chữ, hình ảnh, video. Và tuổi thọ của TV cũng sẽ kéo dài được lên đến 60 giờ. Tuy nhiên, việc thay đổi nội dung sẽ khó khăn. Vì vậy, sao chép dữ liệu vào USB và sau đó phải đi trực tiếp đến TV, cắm vào TV. Không thể trình chiếu nội dung cùng một lúc trên màn hình. Phương pháp này khá phổ biến và được triển khai vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, thì việc thay đổi nội dung lại tốn nhiều thời gian và thao tác cắm rút USB lặp đi lặp lại liên tục dẫn đến hiệu quả kém . Vì thế, sau đây tôi xin chia sẻ đến các anh chị cách để giúp giải quyết các vấn đề trên, đó là giải pháp truyền thông nội bộ trong ngành giáo dục. Và sau đây tôi xin mời các anh chị xem qua đoạn clip này để hiểu rõ hơn. As a team, we invite Governor Hu to school on a regular basis. Now the sign is, we know they come in, we can sort of say welcome governors, welcome Bevan or Chair of Governors. And it's just a nice touch, it's just a nice way to start. And that goes with any of us. They like the information that comes on. They like the fact that we have pictures of staff and children on it. It's also great to give a glimpse of the flavour of the school if they're coming in for, say, a parents' evening or an open day. We can have a nice welcome for them. Also, the facility to put video clips on it and put photographs on it gives us a flavour, gives everyone a flavour of the school. So they can see what they're doing academically, they can see what they're doing socially, and they can see what they can do outside school, extracurricular activities. We do lots of residentials, for example. This year, for the first time ever, we have deaf children in school, and we have them and members of staff and members of the school. Và sau khi xem qua đoạn video giải pháp truyền thông nội bộ thì chúng ta cũng có thể hình dung được là phương thức vận hành của việc quản lý tập trung này, đúng không ạ? Vậy giải pháp truyền thông nội bộ là như thế nào? Giải pháp này sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục dễ dàng quản lý nội dung, thay đổi nội dung hiệu quả và nhanh chóng hơn. Thay vì phải di chuyển đến khắp khuôn viên trường để thay đổi nội dung trên từng màn hình, người dùng chỉ cần đăng nhập và thao tác thay đổi trên hệ thống quản trị là được ạ. Với giải pháp truyền thông nội bộ này, nội dung được cài đặt sẵn trên các thiết bị giúp cho việc chia màn hình thành nhiều ô, mỗi ô có thể trình chiếu những nội dung khác nhau như là chữ, hình ảnh, video, thời khóa biểu, lịch học, v.v. Tất cả nội dung sẽ được lập kế hoạch sẵn, chỉ cần truyền tin một cách tức thời và đảm bảo đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đúng thời gian. Lợi ích mà giải pháp truyền thông nội bộ mang lại gì cho ngành giáo dục ạ? Giải pháp này sẽ mang lại cho giáo dục những cái lợi ích như sau, đó là quảng bá và xây dựng hình ảnh. Hiện tại thì không có quá nhiều cơ sở giáo dục áp dụng tối đa chức năng của màn hình có sẵn trong trường. Vì thế cái giải pháp này sẽ giúp cho nhà trường tận dụng được các chức năng đó
Chẳng hạn như việc hiển thị nội dung chào mừng học sinh, giáo viên, nhân viên với lời nhắn động viên và thân thiện khi đi vào các lối đi chính trong ngày tụ trường sẽ giúp được tạo ấn tượng lâu dài hơn. Ngoài ra sẽ là tăng nguồn thu thông qua phần truyền thông điệp vận động các đơn vị tổ chức, hội phụ huynh tài trợ kinh phí để xây dựng hoặc nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường để nâng cao cho việc giảng dạy. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể tôn vinh, vinh danh, trưng bày thành tựu. Việc vinh danh những đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng nhà trường trong suốt những năm qua và biểu dương những cán bộ và các cấp lãnh đạo đã cống hiến và xây dựng truyền thống văn hóa cho nhà trường. Tiếp theo nữa là an toàn cho khuôn viên trường, mang đến một môi trường an ninh và an toàn cho học sinh luôn là mối quan tâm cho các cơ sở giáo dục. Nhà trường có thể tích hợp cái màn hình với các hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Việc sử dụng hệ thống quản lý này giúp cho việc thông báo ngay lập tức tới các trường hợp khẩn cấp như là đóng cửa trường học, điều kiện thời tiết hỏa hoạn đến cho học sinh và sinh viên một cách nhanh chóng. Tiếp theo đó là tiết kiệm chi phí và thời gian. Một trong những lợi ích đáng kể nhất trong ngành giáo dục đó là giúp tiết kiệm chi phí cho các thủ tục giấy tờ rườm rà, không cần thiết. Thay vì mất thời gian in giấy thông báo và gửi đến các phòng ban, thì chúng ta chỉ cần truyền tải nội dung đến các màn hình có trong khuôn viên trường, thì mọi người sẽ cập nhật được một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tiếp theo nữa là sẽ nâng cao trải nghiệm cho việc học tập. Nhà trường có thể thúc đẩy các hoạt động sau giờ học, hiển thị lịch trình hàng ngày và sắp tới, thông báo khẩn cấp, chia sẻ hình ảnh video, thậm chí là loại bỏ luôn việc sử dụng giấy, nhắc nhở cho học sinh về lịch thi và sự kiện sắp diễn ra. Lợi ích tiếp theo đó là phổ biến thông tin tốt hơn. Việc quản lý và truyền tải nội dung như hình ảnh, video, âm thanh lên màn hình để tạo danh sách các đa phương tiện. Ngoài ra, tính năng này giúp cho nhà trường có thể thông tin nhanh chóng và thay đổi nhanh chóng những cái tiết học, phòng học, giúp cho học sinh có thể là tiếp nhận thông báo tức thời. Sau đây là một số vị trí lắp đặt cho màn hình kết hợp với giải pháp truyền thông nội bộ dành cho nhà trường. Chúng ta có thể lắp màn hình trong khu vực trước khu vực cổng trường. Việc lắp màn hình trước khu vực cổng trường sẽ giúp cho khách mời, đặc biệt là phụ học sinh, khách doanh nghiệp, khách tham dự cảm thấy được chào đón bằng cách hiển thị thông báo chào mừng. Khu vực thứ hai là phòng ghi danh. Việc tại các trường học, cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục thường đặt màn hình kỹ thuật tại phòng ghi danh để cập nhật các thông tin và thông báo như thời gian khai giảng khóa học, chi tiết ngành nghề đào tạo, thông tin chi tiết khóa học, tin tức về khoa ngành. Ngoài ra, chúng ta có thể hiển thị bản đồ của các khu vực quan trọng như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng ban giám hiệu, phòng tài chính để cho các khách mời cũng như là học sinh, sinh viên có thể là tiếp cận được thông tin. Ngoài ra thì chúng ta có thể lắp đặt trong khu vực thư viện. Việc cập nhật thường xuyên sách mới hay là các thông tin thư viện. Ngoài ra chúng ta có thể chia sẻ một số câu chuyện tích cực hoặc là hài hước trong không gian mà học sinh, sinh viên thường hay lui tới sẽ tạo sự thư giãn cho họ. Thứ tư là khu vực trong lớp học. Việc lắp đặt màn hình trong lớp học giúp cho giáo viên có thể dễ dàng điều khiển nội dung hiển thị trên màn hình. Ví dụ như hình ảnh, văn bản, đồ thị, bản đồ, vân vân. Và các bài thuyết trình hấp dẫn khác nhau sẽ khuyến khích học sinh chú ý và tham gia nhiệt tình hơn. Tiếp theo là khu vực hội trường. Việc đặt màn hình ở hội trường sẽ tạo nên ấn tượng cho sự kiện. Hiển thị nội dung với những thông tin bắt đầu cùng với những cái lời trích dẫn đầy cảm hứng. Với những hình ảnh của sinh viên sắp tốt nghiệp trong bối cảnh này cùng với trong bối cảnh này vô cùng hấp dẫn, giúp cho khách mời giải trí bằng những nội dung xây dựng thương hiệu, ngoài ra còn góp phần cho việc cắt giảm chi phí in ấn cho mỗi lần tổ chức sự kiện. Tiếp theo là khu vực khuôn viên trường. Ở đây thì màn hình có thể hiển thị những cái thông báo cho học sinh, sinh viên về sự kiện sắp diễn ra, cũng như là những thông báo mới sẽ được truyền tải rất nhanh chóng và kịp thời đến các bạn sinh viên. Việc truyền thông điệp các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thi đua và các sự kiện sắp tới, cũng như là các giải thưởng cho các lớp
giành được giải nhất, giải nhì hoặc là giải ba. Thứ tư là khu vực trước lớp học. Màn hình đặt ở trước lớp học sẽ hiển thị được thời khóa biểu, lịch kiểm tra, lịch thi để các bạn học sinh dễ dàng theo dõi mà không bị nhớ nhầm hoặc là lãng quên. Thông báo về những thay đổi về lịch thi, tiết học bị hủy, bỏ và các thông tin quan trọng khác. Ngoài ra thì chúng ta có thể lắp đặt ở khu vực canteen. Màn hình ở khu vực canteen có thể hiển thị thực đơn hàng ngày, hàng tuần hoặc là hàng tháng cho học sinh, sinh viên khi đang ngồi xếp hàng chờ đợi hoặc khi đang ngồi dùng bữa. Ngoài ra có thể nhắc nhở các bạn học sinh về các sự kiện sắp tới và sự kiện quan trọng của trường. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể lắp đặt ở khu vực khuôn viên. Màn hình ở khu vực khuôn viên sẽ hiển thị được bản đồ các khu vực quan trọng trong trường, hướng dẫn đường đi và lối đi vào các phòng ban như là phòng tuyển sinh, phòng ghi danh, phòng hiệu trưởng v.v. sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các bạn học sinh, sinh viên cũng như là phụ huynh và khách mời. Tiếp theo là khu vực bãi giữ xe. Việc màn hình hiển thị hướng dẫn khu vực đậu xe như là khu A, khu B, khu C sẽ tạo nên sự chuyên nghiệp và mới mẻ hơn cho học sinh, sinh viên, phụ huynh. Không còn phải băn khoăn trăn trở là phải đậu xe ở chỗ nào và sẽ thuận tiện hơn cho việc xác định vị trí đậu xe và tìm kiếm xe dễ dàng hơn. Giúp cho khách tham quan nắm bắt thông tin với bản chỉ đường, lịch sự kiện và thông điệp khác. Và sau đây là các loại màn hình có thể sử dụng cho giải pháp digital signage trong trường học. Giải pháp truyền thông nội bộ này có thể sử dụng cho đa dạng tất cả các thiết bị như là TV. Việc sử dụng phần mềm kết hợp với TV có sẵn, chúng ta chỉ cần mua thêm thiết bị Android Box này thì chúng ta có thể biến cái TV thông thường thành một màn hình điều khiển tập trung tất cả các thông điệp đường truyền đi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thứ hai đó là các màn hình LCD, màn hình LED, màn hình video. Giải pháp thì tương thích với tất cả các loại màn hình trên. Kích thước của các màn hình là từ 15 inch cho tới 500 inch. Tiếp theo là màn hình LED trong nhà và ngoài trời. Màn hình LED thì có thể thấy nhà trường thường lắp đặt ở khu vực cổng trường hoặc là khu vực hội trường hoặc là phòng họp. Tiếp theo đó nữa là màn hình quảng cáo chân đứng, thường để dùng thông báo các chương trình hoạt động của nhà trường hoặc hiển thị các văn bản thông báo v.v. Màn hình này thì thường được đặt ở các cửa ra vào lớn hay là những nơi xuất hiện đông học sinh, sinh viên nhằm thu hút sự chú ý và truyền thông tin hiệu quả hơn. Tiếp đến là màn hình chữ A. Màn hình quảng cáo chữ A thì có thể thay thế cho các handy quảng cáo thường đặt ở khu vực hành lang trong khuôn viên trường. Tiếp nữa là màn hình quảng cáo di động. Đối với màn hình quảng cáo di động sẽ có những cái bánh xe di chuyển giúp cho dễ dàng di chuyển đặt màn hình ở khắp mọi nơi trong khu vực trường học. Tiếp đến là màn hình quảng cáo hai mặt và màn hình quảng cáo brochure. Màn hình quảng cáo brochure này có nhiều ngăn, vừa đựng được các mẫu brochure của trường và cũng như là vừa có thể truyền thông điệp thông báo thông qua màn hình đến các bạn học sinh và sinh viên, cán bộ, công nhân viên ở trường. Tiếp đến là màn hình quảng cáo ngoài trời có thể đặt trong khuôn viên trường được ạ. Ngoài ra chúng ta còn có màn hình ghép video có thể lắp trong hội trường sẽ rất là ấn tượng cho việc trình chiếu ở các buổi lễ hoặc là các dịp sự kiện trong trường. Tiếp theo nữa là các màn hình ghép về nghệ thuật, màn hình ghép thông thường, màn hình ghép cong. Sau đây là một số mẫu template, lát nữa đây sẽ được bạn Cường hướng dẫn cho các anh chị cách thiết kế và trình bày như thế nào. Và sau đây là hình ảnh các màn hình được lắp đặt tại trường học, trong lớp học, trong khuôn viên trường, trong hội trường, hành lang, thư viện. Sau đây là sơ đồ hoạt động và giải pháp truyền thông nội bộ cho tổ chức giáo dục. Anh chị có thể tận dụng cái TV có sẵn, thì chỉ việc mua thêm thiết bị Android Box và phần mềm quản lý để kết hợp vào máy tính là mình có thể điều khiển được nội dung trên màn hình ở bất cứ nơi nào. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư thêm màn hình kỹ thuật số với giao diện hiện đại và thiết kế đẹp, đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn, độ sáng cũng cao hơn và có thể tự động tắt bật theo giờ định sẵn
để giúp cho nhà trường trở nên chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Và sau đây tôi xin mời anh Đình Cường có thể hướng dẫn cách sử dụng thực tế kết nối phần mềm với chiếc TV có sẵn như thế nào ạ. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là rõ ràng và rất nhiều những lợi ích mà giải pháp Digital Signage có thể mang lại cho ngành giáo dục của mình, đúng không quý vị? Và kính thưa quý vị, thì ở trong công nghệ thì nó đang phát triển rất là mạnh mẽ, nó len lỏi đến tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội và đặc biệt ngành giáo dục cũng vậy. Áp dụng những cái công nghệ mới vào giảng dạy này, đổi mới giáo dục theo hướng tích cực và sáng tạo nhờ công nghệ này, và đặc biệt là có một việc rất là quan trọng cũng cần phải thay đổi để phù hợp với cái thời đại mới hơn, đó chính là cái cách thức truyền thông ở trong nội bộ trường học. Với cái cách thức truyền tải thông tin thủ công như trước đây ấy, thì nó đã lộ rõ được rất là nhiều những hạn chế ở trong ngày nay. Và làm sao để thông tin có thể update được nhanh chóng này, đúng người, đúng thời điểm, mà phải tiết kiệm được chi phí, phải tiết kiệm được nhân sự và thời gian, thì cái giải pháp Digital Signage chính là câu trả lời dành cho quý anh chị. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu thử xem để sử dụng được cái giải pháp này chúng ta cần những cái thiết bị gì quý anh chị nhé. Dạ vâng, như quý anh chị có thể thấy ở trên màn hình ở đây thì tôi đang có trong trường hợp nhà trường của mình đang sử dụng sẵn những cái TV, thì chúng ta có thể áp dụng cái công nghệ này bằng cách sử dụng thêm một cục Android Box, một thiết bị Android Box có cài sẵn phần mềm và có thêm một sợi dây tín hiệu. Ở đây tôi dùng là dây HDMI để có thể kết nối thiết bị Android Box này đối với màn hình. Và như thế cái công cụ cần chúng ta đã xong. Đặc biệt chúng ta cũng phải cần phải có một cái đường truyền Internet, có thể như là Wi-Fi, có thể là như là mạng LAN 3G hoặc 4G cũng được, để có thể truyền tải nội dung và để có thể quản lý tất cả nội dung tại máy tính của mình. Và cái máy tính chúng ta cần sử dụng là gì? Chỉ cần một cái máy tính văn phòng có cấu hình cơ bản thôi là đã có thể sử dụng tốt được cái giải pháp này. Và ngay sau đây tôi sẽ, các anh chị hãy cùng tôi để xem thử cái cách tạo nên một nội dung ở trong phần mềm Digital Signage này nó có khó không nhé. Và như các anh chị có thể thấy trên màn hình, đây chính là cái giao diện chính khi chúng ta tạo soạn thảo một cái nội dung mới. Thì ở đây để các anh chị có thể dễ hình dung hơn, tôi sẽ dùng một cái hình, một cái layout được chia sẵn thì các anh chị có thể thấy được cái khu vực nào là chúng ta chèn hình ảnh, khu vực nào là chúng ta chèn video và khu vực nào thì chúng ta đặt những cái banner quảng cáo. Thì công việc của chúng ta rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ cần chọn hình ảnh, kéo và thả cho nó vừa với cái layout của chúng ta đã chia sẵn. Cái này tôi đặt ở trên đây đi ạ. Ok. Banner. Các anh chị có thể thấy nó rất là dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần kéo và đặt nó vào vị trí thôi, nó vừa với cái khung mà chúng ta đã tạo ra sẵn ở trên đây. Và như anh chị thấy ở trên màn hình, tôi lựa chọn những hình ảnh và tất cả những hình ảnh này đều có những cái chế độ gọi là chế độ xem trước để chúng ta có thể biết được chúng ta chọn được hình ảnh nào. Nó rất là dễ dàng. Hình ảnh thứ hai đã xong rồi ạ. Rồi, thêm một hình ảnh nữa đi. Làm sao để chúng ta có thể truyền đạt được nhiều nội dung, nhiều những thứ, nội dung quan trọng đến với các học sinh và sinh viên ở trong trường mình. Tự nhiên đây là một cái nội dung contact liên hệ. Ok. Và tiếp theo, một cái banner quảng cáo khai giảng miễn phí. Rất dễ dàng đúng không quý anh chị? Ở đây tôi sử dụng một cái banner nữa. Làm sao để có thể giới thiệu và nhấn mạnh được những cái thông tin mình có thể truyền tải đến với tất cả mọi người.
Và đặc biệt thì cái giải pháp này không những là có thể hiển thị được hình ảnh mà còn có thể trình chiếu được các video. Và các anh chị hãy lưu ý cho tôi là đã có những cái số liệu thống kê cho thấy rằng hình ảnh động lúc nào cũng thu hút hơn rất nhiều so với những hình ảnh tĩnh. Rồi, ở dưới đây thì tôi sẽ có một cái dòng chữ để có thể trình bày những cái thông tin. Chúng ta có thể chọn được size chữ này, có thể chọn được màu sắc, có thể chọn được tốc độ chạy xem nhanh hay là chậm. Và vẫn đơn giản thôi quý anh chị, chúng ta chỉ cần kéo và thả đặt vào vị trí là được rồi. Chúng ta còn hình như còn hơi thiếu thiếu một chút gì đó. Tôi sẽ cho thêm một cái logo để có thể nhận dạng thương hiệu của mình, nhận dạng được cái tên trường của mình. Vâng, như vậy là tôi đã hoàn thành xong được một cái banner quảng cáo, một cái design rất là chuyên nghiệp, được chia các layout, chia các khu vực rất là rõ ràng, một bố cục rất là sắc nét, đúng không ạ? Và sau khi hoàn thành thì chúng ta thực hiện như thế nào nữa? Chúng ta lưu lại và chỉ cần click chuột để có thể update nội dung này đến với những cái màn hình đang được đặt ở trong trường của mình. Và như anh chị thấy ở trên đây, nó sẽ có một cái thanh là thanh tiến trình. Nó sẽ update được là tiến trình này đang bao nhiêu phần trăm và 100% rồi ạ. Và chúng ta hãy cùng theo chân tôi để xem thử hiện tại những cái màn hình ở ngoài, cái màn hình đang đặt ở khuôn viên trường học thì nó sẽ hiển thị như thế nào anh chị nhé. Và như anh chị thấy trên màn hình thì lúc đầu màn hình đã chưa có những thông tin nào cả. Và chỉ một vài giây thôi, cái nội dung tôi vừa thực hiện nó đã được update trực tiếp lên trên này rất là nhanh. Chỉ cần một vài click chuột thôi và không cần bỏ qua luôn tất cả những thao tác thủ công trước đây nữa. Không cần phải thêm nhân sự, không cần phải tốn thời gian. Và đặc biệt là nó nhanh chóng, tiện lợi. Và như thế là tôi đã trình bày xong về những cái cách để có thể thiết kế một cái banner thật là chuyên nghiệp, làm sao để có thể sử dụng phần mềm Digital Signage để có thể ứng dụng vào trong cái giải pháp truyền thông trong tổ chức giáo dục của mình. Và ngay sau đây tôi sẽ nhường lời lại cho chị Ngọc Xuyến để chị Ngọc Xuyến có thể trình bày những cái case study, những cái trường thực tế mà công ty Tùng Việt đã thực hiện. Xin mời chị. Vâng. Và sau đây tôi xin trình bày một số cái case study, các dự án mà Tùng Việt đã triển khai. Ngoài ra thì hiện tại các dự án Tùng Việt triển khai thì có là khá là nhiều đơn vị tin tưởng. Thì sau đây là một số dự án tiêu biểu. Đó là trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học, trường Đại học Luật. Em xin lỗi là chị Xuyến, có thể slide show, có thể share screen lên cho để mọi người có thể nhìn rõ hơn được không chị? Dạ vâng. Anh Đình Cường đã thấy rõ chưa ạ? Hiện tại em vẫn chưa thấy cái slide show, có thể trình bày lên chị nhá. Chị share screen lại giúp em được ạ? À vâng. Hiện tại anh Cường đã thấy được hình ảnh chưa ạ?
Hello ạ. Dạ, ngay sau đây thì em sẽ hay chị Xuyến có thể slide show luôn cái phần trình bày này chị Xuyến. Và chị Xuyến có thể trình bày tiếp tục phần trình bày của mình đi ạ. Vâng, và sau đây sẽ là một số dự án case study mà Tùng Việt đã triển khai. Đó là Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học, Trường Đại học Luật, Trường Trung tâm Anh ngữ ILA, Trường Trung tâm Anh ngữ IBAS, Trường Trung tâm Anh ngữ LAB và Trường Đại học Ngoại thương ạ. Tại sao nên chọn Tùng Việt? Lý do nào các trường học, các cơ sở giáo dục lại chọn Tùng Việt? Vì Tùng Việt là công ty chuyên ngành, đơn vị đi đầu trong công nghệ tương tác và hiển thị tại Việt Nam, luôn tạo và cập nhật xu hướng mới trên thế giới. Với hơn 16 năm trong ngành, chúng tôi hiểu được nhu cầu của khách hàng để tư vấn và đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất. Các sản phẩm của chúng tôi đều là sản phẩm chất lượng cao nhất của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Kinh nghiệm thi công rất nhiều công trình lớn, nhỏ trong cả nước. Năng lực của chúng tôi thì đã được khẳng định qua các dự án và chúng tôi đã thực hiện. Việc chăm sóc bán hàng chu đáo cả trước và sau khi bán. Đội ngũ kỹ thuật lành nghề, tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm. Luôn có đội ngũ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ 24/7, sẵn sàng tới tận nơi để xử lý sự cố nếu có trong suốt thời gian sử dụng. Hỗ trợ tư vấn, thiết kế template cho khách hàng tận tình và không phát sinh chi phí. Giá thành cũng rất là hợp lý ạ. À. Sau đây tôi xin hết phần đã cảm ơn các anh chị đã theo dõi phần trình bày của Tùng Việt. Vào thứ hai tuần sau là ngày 20 tháng 9, chúng tôi có livestream một cái chủ đề cũng vô cùng hữu ích, đó là quản lý nội dung từ xa cho ngành tài chính và ngân hàng. Xin kính mời các anh chị đón xem ạ. À.